Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đã quay trở lại chùa Thanh Lương ở tại xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng trưa ngày hôm nay thì em sẽ tiến hành thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm, mang theo số tiền cũng rất là lớn ở đây, từ tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Sài Gòn và tại Mỹ, để gửi đến cho sư bà chùa Thanh Lương trong cái việc xây dựng hoàn thành chánh điện ngôi Tam Bảo mà gần như là hơn một năm rưỡi vừa qua cô chú anh chị rất là yêu thương sư bà. Thành ra ngôi chánh điện đã dần dần được hình thành và cũng dần dần sắp xong rồi cô chú anh chị. Tuy nhiên thì cũng còn những cái hạng mục như lót đá cũng như là cái bộ cửa, và thì nó cũng tương đối là xong được cái phần thô ở ngoài, còn cái phần ở trong lót gạch thôi. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào chùa Thanh Lương chung với em để một lần nữa tiến hành thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Sài Gòn và tại Mỹ để hỗ trợ đến chùa, để giúp đỡ cho chùa có cái phần chi phí xây dựng để ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành, để cho những hoàn cảnh khó khăn, để hướng đến những chúng sanh sẽ tu tập tốt hơn, sống biết thay đổi mình và biết hướng đến người khác nhiều hơn. Thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị cũng có thể thấy là cũng có những cái đám mây đen đen như thế này. Và bây giờ cây mai này còn nở mai như thế này cô chú anh chị. Tới bữa nay mà mai còn nở nữa. Bây giờ là tháng gần bước vô cuối tháng 5 rồi cô chú anh chị ha. Hôm bữa em hỏi cô chú anh chị cái trái đó thì em nhớ được là cô chú anh chị nói là trái chuỗi ngọc. Nhiều khi em không có đọc, nhiều khi em không có trả lời hết được, nhưng mà em đều có đọc được hết khi mà những cô chú anh chị luôn yêu thương cũng như bình luận trên kênh của em, trong những bài video của em. Thơm quá. Bây giờ đi ngang cây sala này phải nói nó thơm cực kỳ luôn cô chú anh chị. Nó thơm như một cái mùi dầu thơm vậy, rất là dễ chịu luôn. Em thì em đi tới đây em cũng không có báo cho sư bà, tại vì em muốn để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên nhất cô chú anh chị. Nhưng cô chú anh chị cũng biết là em ít có khi nào mà em sắp xếp cái gì trước lắm, ngoại trừ những cái lần phát gạo thôi thì em mới sắp xếp sắp đặt, còn ngoài ra là em không có sắp xếp, tại vì phát gạo thì bắt buộc phải mời người ta trước á. Tuy nhiên nguyện vọng nhà hảo tâm trong cái tháng này Phật đản hình như bữa nay ở dưới là mùng 12 thì phải. Em xem thử chánh điện có khác biệt gì chưa. Chút xíu nữa nếu mà trời không mưa thì em sẽ bay drone. Thì cô chú anh chị nếu mà có xem khúc đầu video thì thấy được về phía trên của ngôi chánh điện ha. Ở trên cái mái ngói á, ở đây em thấy gà ngón còn khá là nhiều. Không biết bữa nay sức khỏe của sư bà như thế nào rồi. Như cô chú anh chị cũng có thể thấy là những công sức của cô chú anh chị cũng như những nhà hảo tâm khác là hỗ trợ là xây được ngôi trường Phật, phải nói là cực kỳ mà đẹp mà có hồn xuất sắc luôn như thế này đây. Trường Phật Phật này là Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà của chú anh chị? Chắc có lẽ là Phật Thích Ca. Bữa nay em ghé đi ngay ngày thứ hai nhưng không biết sư bà có đi khám bệnh hay trị bệnh gì hay không. Cái bờ tường đã được xây, cái phần trên đang đổ xi măng cái phần trên này nè cô chú anh chị. Cái phần sau là cái sự thay đổi nhiều nhất. Thì cô chú anh chị có thể thấy là đã được sơn màu vàng rồi nè. Một cái màu vàng rất là nhẹ nhàng và dễ chịu phải không ạ? Như là một cái màu vàng của bơ kem sữa vậy đó.
Vậy là tô được một cái phần nhỏ nhỏ. Dạ, con chào sư bà. Chúng mình lên. Dạ. Vậy là bữa nay sư bà là mua hoa cúng Phật hả? Dạ, mời sám hối. Mai là ngày sám hối. Bữa nay ở dưới là bao nhiêu âm lịch rồi sư bà? Hôm nay 13. Ồ, bên nay 13 rồi hả? Chân bông á, để 14 mới phát cơm cái lu bu á, sáng ra cái không có chân được. Dạ. Ra chân 13. Dạ. Thường thường là sáng 14 chân. Dạ. Từ hôm phát cơm năm ngoái tới hôm nay thì cứ chân ngày 13. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là tới ngày 15 là tới ngày gì sư bà? Tới ngày 15 là ngày làm cái làm lễ, đi làm lễ trên chùa Phước chùa Hương á. Dạ, chùa Hương ở đâu sư bà? Chùa Sa Đéc á, chùa chùa Phước Hưng á. Dạ. Dạ. Cái chùa Hai Em Voi á. Dạ. Rồi bữa nay sư bà mua bông này hết nhiêu tiền? Vài trăm. Dạ. Thì chắc người ta cũng biết là mình mua cho chùa nên người ta bán giá cũng phải chăng. Mình vừa mua mà người ta vừa cúng. Dạ. Cúng luôn. Ta bán vừa cúng. Dạ. Bông cái này mắc không? Bữa nay con nhìn thấy sư bà đỡ đỡ rồi nè. Đỡ trời ơi đi. Còn bữa sau rồi sư bà? Dạ chào sư cô. Cái bữa đó đi xuống dưới đặng tán sỏi. Xuống dưới cái khám cái đường 500 mấy cái nó bắt nhập viện. Dạ. Cái cô mới nói hồi ơi tôi đâu có chuẩn bị nhập viện gì đâu. Dạ. Mà lại cũng không có bệnh gì không thấy sao hết trơn mà tiểu đường mà nhập viện là biết nào cái gì. Dạ. Mà chùa đang làm nữa thôi cô hãy cho tôi thuốc hay gì. Cái mới cho 3 ngày thuốc thôi hả? Dạ. Cho thuốc chích đó. Dạ. Chích bụng. Rồi cái cô nói trời anh 3 ngày tôi cũng không có thời giờ để đi tái khám nữa. Dạ. Cái nói cô rén đi. Cái bữa thứ năm á, bữa đó là bữa chú nói là bữa là thứ hai. Cái cô đi bán nhát chiều. Dạ. Cái đi xe bao chiếc xe của chú như của chú ạ. Dạ. Đi như 400. Dạ. Đi mình về. Cái cô xuống thứ năm, cô xuống tái khám. À, hôm bữa đó thì đo 500 mấy. Dạ. Cái đưa cho thuốc chích. Cái bữa thứ năm xuống thì còn 200. Dạ. Còn 200 cái cho thuốc luôn. Chích mấy mươi giày thuốc chích. Dạ. Ngày chích 2 lần với cho thuốc uống. Nhưng mà cái đó là mới là chị đường thôi. Mới chị đường thôi. Còn cô nói chừng nào mà đường nó bình ổn rồi đó. Dạ. Mới cái vụ xà sỏi. À. Dạ. Mới tính vụ sỏi. Vậy là sư bà xuống khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện Xuyên Á. Xuyên Á ha. Dạ, dạ. Đi xuống Xuyên Á. Dạ. Là bác sĩ mà cái người mà Hùng Phước xây dựng tượng Phật á. Dạ. Là làm cái bộ phận nào ở trong làm Xuyên Á? Làm bên thận. Bên thận mà. Bên thận luôn. Bên chạy thận. Dạ. Cũng như thận chi á. Dạ. Chạy thận chứ họ lọc thận chứ không phải là tán sỏi. Dạ. Thành ra bữa đó xuống thì cũng điện bác sĩ nói hồi ơi hồi đó giờ không có đi bệnh viện bác sĩ ra đón giùm. Yeah. Cái bác sĩ lưng ra. Yeah. Thì lưng ra cho mới dẫn đi. Yeah. Dẫn đi cũng khám tùm lum hết trơn á. Yeah. Thì cái gì cũng có bệnh hết trơn. Yeah. Nào mỡ máu, mỡ trong máu, nào gan nhiễm mỡ gì ô ta 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 lả. Cái cô bác sĩ của nói sao à chứ cô hồi đó giờ có đi khám bệnh không, nó tôi ít có đi lắm. Yeah. Tối ngày ở nhà lo làm chùa rồi cũng thấy cũng không sao mà không có đi khám. Yeah. Rồi bây giờ chú nói quá mới dán đi chứ cũng chưa có tính đi nữa. Yeah. Rồi cái đi là do chú đó mới đi đó. Yeah. Cái rồi cổ nói trời ơi phải mà sư cô mà để chừng ít bữa nữa sư cô bị hôn mê rồi sư cô bị nó biến chứng tùm lum hết trơn. Dạ. Vậy là coi như là kịp lúc. Kịp lúc á. Dạ. Rồi cô nói là cô có bị hôn mê chưa? Nó có mấy mươi giày sao nó làm gì? Nó mắt nằm mê mà nó ai nói gì nghe trơn mà mở mắt không lên. Trời. Nó cô bị hôn mê đó. Dạ. Rồi cái nó trời ơi nếu mà cô đi chị trễ ha là nó bị nó qua thận nè. Dạ. Rồi nó để vô trong ngồi. Dạ, không, ngồi đây cũng được. Dạ. Bữa nay thay đổi vị trí một chút. Dạ. Vậy là coi như là y tá là biết là cái bệnh này sẽ làm cho sư bà bị hôn mê. Hôn mê. Đó. Rồi cái hỏi có hôn mê không, nó có mấy bây giờ nó bị hôn mê nhưng mà nó không phải như người ta mà hôn mê luôn, nó tỉnh.
rồi có lúc mà mình cũng ráng hết sức để mình ngồi vậy để lo làm vậy đó. Mà sao cô cũng ham làm hơn hơn cái quan tâm cái bệnh. Rồi cái không có lo tới cái bệnh. Rồi cái chú bác sĩ chú nói có bác sĩ Linh đứng lắm. Cái chú nói mai mốt tới phiên ông à chị bà sư cô nha, bị gì bả qua thận rồi đó. Rồi cái nó nhức quá chừng nhất mà tưởng đâu là cái sỏi. Thì cái sỏi thì cổ nói là nó có 4 ly thì nó cũng không có xứng đáng gì tới nó hành. Nhất vậy. Nhất này là do cái đường của cô đó. Cái đường nó lên. Nó lên quá, nó hành qua nó nhất. Chứ không phải là tại nó không phải từ cái viên sỏi nha. Không phải từ viên sỏi. Cổ nói bây giờ chừng nào cái đường nó ổn đi rồi cái xuống nó tán sỏi. Tán sỏi thì dễ thôi. Nhưng mà cái đường mình chưa ổn không dám tán. Tán nó không lành đó. Con hiểu rồi. Rồi cái con mắt bị cườm. Cườm nó mờ quá. Rồi phần đường nó lên cao nó cũng mờ nữa. Dạ đúng rồi. Cái nói sao con mắt tôi mờ quá cô. Cái cô mắt đó, cô làm mắt đó cũng tội nghiệp, xuống bác sĩ lăng xăng. Người này chạy. Dạ cảm ơn chưa cô. Người này chạy hỏi này hỏi kia, rồi cái cô bác sĩ chỉ nhờ cái gì đó không biết, cổ mới nói thôi cô lại tôi khám mắt kìa. Thì khám mắt bị cườm, hai con mắt bị cườm. Rồi cổ nói thôi để nữa cổ cũng mổ cho, mà chừng nào đường nó ổn mới được, chứ giờ đường còn nước không con. Dạ vậy là cái vấn đề chính ở đây là cái đường của mình. Cái đường. Dạ mà gần như là nó sẽ làm cho sư bà nó bị ảnh hưởng là mắt. Rồi thận. Rồi đau nhức trong người luôn đó. Rồi hôn mê này nọ luôn. Dạ cái đường ghê vậy đó ha. Nó biến chứng vậy đó. Cô nói là mà cô á, sư cô sao mà vậy chứ, người ta hôn mê là người ta phải chở bệnh viện luôn đó, chứ không phải rồi. Mà như mà sư cô ở nhà mà bình thường vậy đâu. Rồi cái cổ kêu thôi giờ nằm viện đi, đặng cổ vô nước biển với cổ chích thuốc rồi đó. Cho ấy mà cô nói trời ơi bác sĩ quan hỷ cho tôi về nhà chứ tôi không có nằm viện được, có hai thầy trò đơn chiếu quá, chùa tối không ai. Rồi cái cho về mà có 3 bữa kêu xuống tay khám cho thuốc có 3 bữa rồi. Hôm bữa thứ năm thì sư bà khám thì lúc đó bên bệnh viện nói như thế nào? Bệnh viện cho thuốc 1 tháng. Cho dữ vậy. Thuốc mà cho nó uống tới tháng mà sao sư bà? Rồi uống tháng á. Nhưng mà to đường thì sư bà xuống được bao nhiêu? Xuống 200. Hôm đó 500 mấy. Nhưng mà bình thường của mình là bao nhiêu? Bình thường có 100 à, 101. Dạ nhiêu? 100, 101. 115 à, tới 125 là 115. 115 tới 125. Dạ. Cái này cái gì uống cái gì? Dạ. Con mà con không khám thôi chứ con khám con nghĩ con cũng bệnh nhiều lắm đó. Khám ra đây bệnh bởi cô sợ. Cô nói không có chịu đi bệnh viện là vậy đó. Đi xuống khám cái nó ló bệnh này, nó lòi bệnh kia. Rồi thành ra mình mất công uống thuốc. Bởi vậy cái vấn đề chính ở đây là khi mà chú Chí đó mà nghe tin sư bà bệnh đó, chú Chí lo dữ lắm. Trời ơi tôi nghĩ chú Chí thương quá. Chú Chí có nói chuyện với con. Chú Chí nói là con người Việt Nam của mình đó, nói chung là bị bệnh thì mình mới đi khám. Thành ra nhiều khi tới lúc đó là bệnh nặng không có trị kịp. Nhưng mà nhiều khi là do cái thu nhập với cuộc sống của mình nó cũng hơi khó khăn. Mà mỗi lần khám nó cũng tốn không có ít. Rồi nhiều khi mình khám xong rồi mình không có tiền mình trị thì mình lo. Dạ thành ra bởi nhiều khi là mình cũng khổ ở chỗ đó. Thành ra cô ít có chịu đi khám. Rồi cái bác sĩ hỏi là đó giờ cô có đi lại bệnh viện này không? Nói dạ không, bệnh viện nào tôi cũng không có đi. Có tôi bị cái ruột bể, cái ruột thừa bể nó ế độ, cái nó bể trong cái đi lên trên thành phố á, mổ trên bình dân á, mổ cái ruột thừa rồi cái tới cái tim. Ủa cái mật nó sỏi gì 450 hột rồi cái nó bị sốt. Sốt nó cũng mổ lên là nó cũng dở cái mật da rồi, đúng mấy mỏng lét cái da vậy đó. Ủa vậy là sư bà mổ mấy lần rồi đó hả? 2 lần rồi đó. Là mổ ruột thừa. Mổ ruột thừa. Bao lâu rồi sư bà? Ruột thừa thì mổ lâu rồi, mổ hồi đó mới có 29 tuổi mà năm nay 70 mấy đó là mổ cũng lâu. Còn cái sỏi mật. Sỏi mổ hồi 2010 tới giờ. Gì mà tới 450 hột dữ vậy sư bà? 450 á, 450 hột á. Nhưng mà ta lấy ra hết không sư bà? Cái hột. Cũng như
đưa lên khỏi cái thành bụng cái nó bể nó dở ra. Dạ. Dở ra cái mấy chú hút kịp. Dạ. Hút kịp trên mấy chú nó mà nó lọt lại vô chổng nữa nó đi tùm lum là cũng, dạ, cũng khổ lắm. Ôi. Vậy rồi mấy cái sỏi đó với cái xá lợi nó giống nhau không sư bà? Không, cái xá lợi thì nó cứng nó ấy nó còn cái sỏi này mình đập nó bể ra. À, còn xá lợi đập không bể hay sư bà? Ừ, xá lợi nó cứng ngắc hả? Mà sư bà có thử bao giờ chưa? Chưa có thử mà thấy nó nhỏ nhỏ như cái hột gạo mình vậy đó, trắng trắng của ở trên mình có là dạ. Có thờ mà độ là chắc nó cứng hơn. Ủa mà sư bà thờ hai mà có xá lợi vậy? Thờ cái tháp xá lợi á, cái dạ. Đó thỉnh ở trên phố á. À. Xá lợi của Phật á. Của Phật hay là của một người tu sư bà? Nghe nói là xá lợi của Phật Thích Ca của mình á, nhưng mà không biết là cũng như quý thầy nói sao mình nghe vậy chứ mình cũng không hiểu. Chứ không biết là của thầy nào hay quá trời lâu rồi, Đức Phật nhập diệt lâu quá rồi, mình cũng không biết là bởi vậy. Phải của Phật hay không. Dạ. Nhưng mà thấy ta nói sao mình nghe nói vậy. Nói sao thì mình nghe vậy. Dạ. Ừ. Đó, thì sư bà thấy đó, khi mà sư bà bị bệnh cái á là cô chú anh chị điện về hỏi thăm chia sẻ với con hết á. Dạ, nhưng mà bữa nay nhìn sư bà khỏe hơn nhiều lắm hôm bữa. Ừ. Hôm bữa nhìn cái nét mặt với cái màu sắc của sư bà nó bị tái hơi xanh xanh rồi. Vậy da nó cũng hơi nhăn nó hơi trùng xuống một chút đó, bởi thành ra bữa đó trong người quá mệt mỏi nhưng mà rén đó chứ. Dạ. Còn nó mấy bữa trước nó hôn mê đó. Dạ. Mà bữa chú Minh vô đó mà rén hết sức chết trong người không khỏe. Dạ. Chú Minh nói vậy cái cũng hơi lo, thôi kệ đi. Đi cái buổi sáng thì không kịp, thôi đi buổi chiều. Dạ đó. Buổi chiều xuống dưới thì có cháu của Phước này nó cũng. Dạ. Làm ở dưới đó với bác sĩ lưng. Dạ. Rồi dẫn đi tùm lum hết trơn vậy đó, chỗ này chỗ kia, chứ khỏi có xin giấy, khỏi có bắt số. Vậy là so ra là cũng may mắn là hôm bữa sư bà đi đó. Dạ. Chứ mà sư bà không đi nhiều khi tối đó nó ngủ rồi sư bà lại gặp cái nguy hiểm hơn á. Bởi vậy. Vậy là cũng hên. Cũng dạ. Hên. Rồi bữa khám hết nhiêu tiền sư bà? Khám thì không có nhiêu tiền, cái nhỏ cháu nó trả tiền hết trơn. Như bác sĩ lưng. Dạ. Đi vô đâu thì tiền á thì tới chừng hỏi ra thì nói con trả rồi nó. Dạ. Gì cô cũng không biết bao nhiêu. Rồi bữa sau thì cô đi á thì cũng không có bao nhiêu. Dạ. Có 2 triệu mấy vậy. Dạ. Dạ. Vậy là thuốc uống cũng cả tháng thì cũng được. Yeah. Với lại được cái là ở đây ai cũng thương sư bà. Yeah. Thành ra là người cũng chúc lo cho sư bà. Lo sức khỏe cho sư bà đó. Yeah. Như sư bà có thể thấy đó là kể từ lúc mà cái phước duyên của sư bà đó. Yeah. Là được cô ba. Ừ. Con trai dây duyên với con. Cô ba chiều lại cô ba điện liền. Ủa vậy hả? Chú. Yeah. lên video cái là cô ba. Yeah. Điện cô ba điện 20 cốt mà lúc đó mắc tụng kinh không có nghe, tới chừng bữa sau cái sáng bữa sau cô ba điện nữa. Dạ. Đó trời, nó nghe nói nóng quá điện thăm. Dạ. Rồi bữa đi thứ năm đi khám đó, cô ba biểu phải đi xuống dưới cho chả nè, qua hầm nè, cho. Dạ. Nhờ gà quay gì. Dạ. Lâm hết xuống tiệm cơm chai đấy của cô ba đó. Nè. Dạ sao sư cô? Dạ. Dạ. Xuống sớm. Xuống sớm. 5:30 sáng ha sư cô. Dạ. Dạ. Rồi đi xuống dưới thì đợi tới 7 giờ. Dạ. Thì bác sĩ tới và số cô chưa bắt được bác số. Dạ. Thì nhỏ cháu ở bên kia nó có bác số dùm được. Rồi thì bắt đầu đi vô phụ trước đó nha phụ. Tay chân lạnh lờ cho lúc đó phụ rất là sợ. Bữa thứ năm ha. Dạ. Dạ. Tay chân phụ lạnh đi sáng là phụ hay uống nước với lại phụ hay ăn. Dạ. Nhưng mà đợi 8:30 rồi chưa có gì hết. Rồi hai cái tay phụ lạnh lờ ngoài chân lạnh. Phụ nghĩ của nó chắc nhập viện luôn. Dạ. Gán thì phụ gán thì gán. Rồi cái xong rồi lại bác sĩ khám xong rồi cho lại rồi chỗ xét nghiệm. Dạ. Xét nghiệm mình mới đóng tiền rồi xong hết trơn rồi lấy máu hút máu cho thầy. Dạ. Hút máu xong rồi tôi dẫn đi ăn. Dạ. Dẫn xuống ăn là nghe cái chỗ căng tin không có gì ăn nữa. Đúng rồi, đồ mặn không à. Chú mua chuối gì mua phải cao chứ không ăn. Dạ. Dạ. Rồi ăn cho ông đỡ. Dạ. Vô khám xong là chạy xuống cô ba liền cho ông. Dạ. 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 Bữa đó em cũng sợ quá trời luôn. Dạ. Phải người này người kia thương vậy thì mới. Dạ. Được. Chứ cũng nhờ ai cũng thương hết trơn. Dạ. Cho nên mới còn sống đó chứ không thương. Dạ. Bình tình ế độ không. Bởi vậy thành ra cái vấn đề chính đây là sư bà phải lo cho sức khỏe trước.
Tại vì thật sự mà nó khỏe, nó đỡ đi. Bây giờ nó không thể nào được như người trẻ, nhưng mà đối với độ tuổi của mình thì nó phải khỏe theo độ tuổi của mình. Thì mình mới tiếp tục nhận được sự yêu thương của cô chú. Chứ mà bây giờ mà sư bà yếu là con nói nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Thì nghe chú nói là mới ráng ráng đi khám, chứ còn chưa có muốn đi nữa. Chưa có tính đi. Bởi con nhìn con biết. Tại vì con biết là sư bà có nhiều thứ để lo. Thêm một cái nữa là cái vấn đề là bây giờ là sư bà nhiều khi lo nhiều thứ quá, nó sinh ra cái bệnh nó khó lành. Bởi thành ra là con có nói với sư bà vậy. Để sư bà có một cái lòng tin, cũng như là một cái được chú cái nói, bớt cái lo. Đó. Chú nói cái là phấn chấn lên rồi, mạnh mẽ lên rồi mới kêu the đi. Chứ không thôi là tính không có đi, chưa có tính. Bởi vì bệnh hai lần ế độ hết trơn. Bệnh lần mổ mật thì mật cũng muốn sắp dở ra. Còn lần ruột thừa thì nó bể ở trong. Còn là đi bệnh viện là tình nào gần chết mới đi không á. Bởi vậy như là con đã nói với sư bà, là con sẽ quay trở lại thăm sư bà sớm nhất có thể. Để cái nhất là để nhà hảo tâm được biết về bệnh tình sư bà. Để cái thứ hai nữa là trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với sư bà tiếp theo. Để cho sư bà có cái chi phí lo cho sức khỏe cũng như là ngôi chính điện. Như sư bà thấy thì kể từ lúc đầu thì mình chưa có gì. Mà bây giờ được như thế này thì cái khoảng thời gian nó không còn bao lâu nữa là có thể là xong. Với sự yêu thương của nhà hảo tâm tiếp theo. Mà thành ra là sư bà cái gì phải sức khỏe giữ cái. Để sư bà khỏe thì sư bà mới lo tiếp được. Thành ra ngày hôm nay con mang theo tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Mỹ cũng như ở tại Sài Gòn. Để hỗ trợ cho sư bà ngày hôm nay trong cái công việc mà xây dựng chánh điện. Mà chỉ còn cái phần ở bên trong cũng như là cái mái ngói ở trên cũng như là cái cửa. Còn cái cửa thì sư bà tính sao? Con chưa thấy sư bà gắn cái cửa nào hết. Sư bà tính như thế nào? Chưa có ngó tới cái cửa. Hôm trước thì có mấy cái chú kia, mấy chú nó để là mấy chú lại, mấy chú làm mà rồi thì chưa có tới cái đó. Cô cũng chưa có tính là kêu làm sao. Có nghĩa là cái đó là nhà hảo tâm hay là mình bằng mướn người ta mướn. Mà người ta coi như là người ta lại người ta kêu là mình làm rồi ta tính tiền thước á. Ăn thước nhiêu rồi đó. Nhưng mà sư bà tính làm nó bằng cửa cây hay cửa sắt? Bây giờ thì cũng có mấy thầy bàn nói làm bằng cửa cây á thì nó chắc, nó bền. Còn cửa sắt á thì nó sao thời gian nó bị xét rồi nó yếu gì đó. Rồi cũng có mấy thầy bàn vậy, mà cô thì cô cũng chưa có tính làm sao hết trơn. Nhưng mà sư bà có bao giờ hỏi giá về hai cái cửa đó, nó giá có chênh lệch nhiều không? Chưa có hỏi giá nữa. Tại nghĩa là mình chưa có khả năng làm tới. Thành ra là đâu mình phải hay hỏi. Vậy là sư bà là bây giờ là muốn là lợp cho cái phần ngói trước cho nó xong. Cũng như là về sơn trước. Sơn ở trên ngói trước. Sơn đó. Trên mái ngói trước. Đựng xong rồi đó mới bắt vàng này chú, dỡ vàng chú mới đem ra trước. Vì vàng giáo mình ít, không có nhiều, thành ra chờ đợi cái nó bê nước sơn đó. Xong rồi cái mới dỡ hết vàng giáo mới đem ra trước. Bắt anh trước. Vậy là coi như là mình đợi mình sơn trước một cái. Rồi mới bắt đầu tính tới lót gạch tiếp theo ở trong. Tới giờ mới tới cái mái trước rồi. Đổ cán mái. Cán mái xong rồi mới lót lập ngói. Lập ngói. Vậy là coi như là do là cái vàng B nó đang nằm ở cái mái sau. Thành ra là người ta quyết định sơn luôn. Sơn cái mái luôn. Rồi sau đó bắt đầu người ta mới dời cái vàng B lên vàng mái trước. Để ta dỡ vàng là đâu xong đó hết. Ta dỡ về nhà trước thì lo làm mấy trước. Nhưng mà cái trước nhất chắc phải lo lập ngói trước. Lập cho xong ở trên nóc. Từ từ nó làm dài xuống. Bởi vậy cái còn cái nhiều cái giai đoạn lắm chú ơi. Đúng rồi, còn nhiều lắm. Nhưng mà cái phần thô á là hạng mục quan trọng nhất. Là để nó hình thành cái khung. Cũng như là cái như là cô ba có nói với con á là phải làm cái mái. Không có cái mái là mưa là dột banh hết ở dưới. Dột ở dưới. Nhưng mà chỉ được là chừa mấy cái lỗ vậy đó, mà trời mưa cái nó ở dưới đất nó ướt nhẹp hết trơn.
Dạ. Mới cái lỗ nó ở chỗ miền núi thì bít cả, còn ở trước. Dạ. Trước để kéo đồ rồi lên. Dạ. Dạ. Còn làm hoài vậy đó. Thì bữa nay là sau một tuần thì con ghé thăm lại sư bà. Dạ. Thì con thấy sức khỏe sư bà đỡ hơn. Đỡ hơn. Đỡ bữa hơn vậy là thuốc có tác dụng rồi sư bà. Ừ. Hôm bữa là sư bà đi khám đó. À. Là sư bà lấy thuốc là về chích luôn hả? Chích luôn. Chích chứ hết uống rồi. Hồi đó tới giờ nói thì chú cô sợ dữ lắm, cô sợ tiểu đường mà nó qua chích đó. Dạ. Là cô nói là làm sao cho tôi uống thuốc chứ đừng có chích, chích tôi sợ lắm. Dạ. Mà bây giờ sợ cô không khỏi, bây giờ người ta nói là cô cái đường của cô là phải chích mới được, nó mới xuống. Còn uống thuốc bây giờ không có xuống nữa. Dạ. Thành ra phải chích mà chích cô tự chích cô á một ngày hai lần nữa đó. Sáng chích rồi đó. Chích nữa. Ủa rồi làm sao sư bà tự chích mình được? Chích trong cái bụng. À chích vô cái bụng hả? À, còn hãy nếu không ấy thì chích cái vai. Dạ. Mà cái vai thì mình không có chích tới thì mình chích cái bụng. Ủa rồi mình đâu có thấy cái mạch đâu rồi sao chích sư bà? Chích đại lụ khí vậy. Ủa nhưng mà thường thường người ta có nói mình là lụ đại không? Có cổ. Người ta nói sao sư bà? À, cổ nói có ai mà ở gần với sư cô không là chích giùm sư cô. Nhưng mà có nhỏ này nó mần tối ngày nó cũng lo lăng xăng rồi. Tới giờ nó cũng có thì giờ thôi chích đại chứ cô cũng nhát lắm. Dạ. Cô chích thí thì sao thấy được rồi thôi kệ lụi thí. Nó đau chút cũng như cái cắn này. Vậy là lúc đầu sư bà chích vô thì khoảng bao lâu sư bà mới thấy nó đỡ mệt? Nó là coi như là chích thì chích vậy chứ cô không có thấy là sao. Nhưng mà có cái mệt thì mình phải uống cái thuốc. Thêm thuốc, vô. Thêm thuốc vô. Thành ra không biết là cái đó tác dụng của thuốc hay là do chích. Sao hết riêng. Đó, sáng là chích 10cc, 10 cái gì đó. Ở trong cái đó số 10, mình phải dặn tới số 10. Rồi cái chiều thì 10 nữa. Vậy đó. Rồi cái tụ nghiệp ở đây cũng có bác sĩ ở ngoài Phú Long nè. Cái cháu, thôi để tháng sau thay vì đi khám á. Thì xuống khám thôi lấy thuốc rồi để nữa thăm 2-3 tháng sau con cho thuốc với huyện á, huyện Châu Thành á làm gì trưởng trạm gì đó. Để nó cho thuốc, có thuốc chích gì đó. Nhiều có mình chích hoài thời mỗi ngày chích hai lần sáng chiều thôi sợ muốn chết luôn. Là từ bữa giờ là sư bà vẫn còn đang chích đó ha. Đang chích đó. Vẫn đang chích là cứ sáng chiều sáng lần chiều một lần. Nhưng mà con nghĩ thuốc có tác dụng đó. Dạ, có tác dụng. Chích từ 500 mấy mà còn 200 đó. Dạ. Rồi tại bữa nay con thấy sư bà thần thái là là ổn định lắm rồi. Ổn định. Chứ không như hôm bữa. Ừ, hôm bữa đó quá chừng luôn trong người. Dán mà tiếp với chú chứ trong người nó mệt mỏi dữ lắm. Dạ. Đó. Bữa đó sư bà nằm võng luôn mà. Mà con biết là đâu có làm gì nổi đâu. Hôn mê mà nó làm khó chịu. Nhưng mà nào giờ con nhớ chích người ta hay buộc tay rồi để cái gân nó nổi lên hay nó gì nổi đó. Nổi lên chích gân còn mà này. Sư bà lụi như lụi thấy gặp như là bác sĩ thuốc y. Chứ con thấy người ta chích bác sĩ thuốc y thì người ta nhào vô người ta chích đại thôi. Dạ. Chỗ nào có thịt thì người ta chích. Dạ. Nhưng mà sư bà thì cũng chích vậy luôn rồi nên con không biết nó có hiệu quả chích không. Chích cái con này. Con giật người ta không biết nó có hiệu quả không. Mà hỏi cổ hỏi bác sĩ á, bác sĩ tôi về đơn chiếu quá mà có đệ tử nhiều nó đi học hoài nhiều khi nó cũng có nhà mà chích cho tôi nữa, rồi giờ tôi tự chích được không? Cái bác sĩ nó được rồi, sư cô tự chích đi để con chỉ sư cô chích. Cái cổ nói cô dễ cái bụng lên bây giờ chỉ chích trong cái bụng rồi đó. Rồi cái cổ chỉ vậy đó, giờ cô có bác sĩ đó rồi cô gan làm gan lên rồi cái lấy thuốc của chỉ cách vậy đó. Cái dở bụng lụi thí vô cái nó đau chút rồi đó. Rồi cái bơm thuốc vô rồi nhút da. Rồi bởi vì cái này là con cũng mới nghe luôn á. Chứ thường thường thấy là người ta có hay chích cho mình. Ừ, mà này sư bà mình. tự chích luôn. Tự chích luôn. Quá là thôi ra sư bà cũng gan dạ chứ. Chứ bây giờ mình cái thân của mình nó cũng không có gì chắc, nó không có gì bền, ví dụ như giờ mình còn chết nữa là sao? Dạ. Giờ nó thôi kệ nó tới đâu tới nó đau chút không sao. Dạ. Chứ giờ từ từ nó còn quậy nó còn chết nữa. Dạ. Chứ ai đâu mà là bận lo cho mình nữa. Dạ. Mình tự làm cho mình đi. Chừng nào mà mình không có làm nổi nữa thì mình hả mượn. Dạ. Dạ. Con nói về cái vụ cái cửa là cái đó là sớm muộn gì sư bà cũng phải làm. Dạ. Mà không biết là tại vì thật sự là đối với những thầy trụ trì á là họ đều luôn muốn cái cửa bằng cây để cho nó nhìn nó sang nó sạch. Nó dễ lau chùi. Dễ lau chùi. Bằng sắt thì nó hơi cực. Dưới đó.
với mấy cái có mấy người nhét nó là mình chắc nó đạp một cái là lại nó vô liền à. Cái cô cũng sợ vậy mà sao? Mà cây thì nó mắc hơn sắt, mà con không biết là nó mắc hơn bao nhiêu đó. Cái vấn đề nằm đó mới là vấn đề chính, là đầu tiên là tiền đâu đó. Tiền đâu thành ra là nó là một cái vấn đề quan trọng đối với sư bà lắm. Tại bây giờ sư bà là còn thiếu rất là nhiều những cái chỗ mà người ta cũng phát tâm yêu thương sư bà, thành ra là mới cho sư bà thiếu. Thành ra là mình cũng làm thì trong cái khả năng của mình thôi. Tại vì thật sự bằng cây thì nó có bền đó, nó có đẹp đó, nhưng mà cũng có tới thời điểm nó cũng sẽ hư. Thì sắt nó cũng vậy thôi. Có thể là sắt thì nó sẽ mau hư hơn chút. Vậy nó hơi cực cái là mỗi năm mình phải sơn. Đó, nhưng mà bù lại thì cái chi phí đầu vô của mình là mình làm thì nó, con nghĩ là nó rẻ hơn. Mà rẻ hơn nhiêu thì con không rành nha. Nhưng mà thì nói chung thì cuộc sống mình nó không có gì là mãi mãi. Cái gì nó cũng phải qua nở cũng phải tàn. Mình sinh ra thì mình cũng phải mất đi thôi. Sư bà đi trước con đi sau. Chỉ là sớm muộn thôi. Đâu có ai mà sống hoài phải không sư bà? Bởi thành ra thì liệu cơm người ta nói thì liệu cơm gấp tàu hũ. Về sư bà ha. Thì cái đó thì để cho sư bà tính sau. Rồi lần sau con ghé thì con hỏi chi tiết hơn. Nếu mà sư bà có nghĩ tới cái vấn đề đó. Nhưng mà chắc chắn thì sư bà sẽ hỏi rồi, nhưng mà chưa biết khi nào thôi. Tại cái nào thì mình làm trước cái đó. Thì bữa nay con tới đâu rồi mình làm tới đó. Thì con nghĩ là bữa nay là nhà hảo tâm thấy cái bệnh tình sư bà bớt vậy thì cũng mừng. Thấy sư bà đau là không phải do sỏi. Mà do là cái tiểu đường. Do tiểu đường. Nó biến chứng. Nó biến chứng. Nó làm ảnh hưởng mắt. Con mắt nó mờ, bữa đó mà chú đứng đó mà dòm thấy không có rõ luôn đó. Dạ đúng rồi, con đứng vô, con vô sát lắm sư bà mới thấy con. Con vô cách sư bà chắc khoảng còn 1.5 mét á. Sư bà mới thấy được con. Bữa đó sư bà nằm võng là con đứng ngoài này sư bà không thấy nè. Không thấy luôn. Con bước chân vô sát cái võng cái gì sư bà mới thấy. Nó làm cho hôn mê luôn vậy. Dạ đó. Thì bữa nay con chia sẻ sư bà nghe. Giờ mình ngồi đây luôn hay là vô trong? Đi vô trong. Dạ vô trong nha. Dạ rồi. Toàn là người quen không mà còn sủa nữa. Rồi con cảm ơn ngoại. Rồi hôm nay thì coi như là sau cái lần vừa qua thì con nói sư bà nhiều khi mà nhà hảo tâm á mà gửi những lời hỏi han thăm mình á là một cái gì đó nó cũng hạnh phúc lắm. Tại vì đâu phải ai người ta cũng gửi lời hỏi thăm vậy. Thương lắm mà. Coi như là cũng là có cái nhân duyên á, nhiều đời nhiều kiếp. Giờ gặp lại thì giúp nhau và thương vậy đó là nó cũng có cái nhân duyên. Thì bữa nay anh chia sẻ với bà thì đầu tiên là con sẽ xin phép thay mặt nhà hảo tâm ở Sài Gòn. Đó là chú Thiện Minh và cô Diệu Tuyền. Là pháp danh của cô chú ấy. Thì có gửi cho sư bà là 20 triệu. Thì cô chú ấy ở Sài Gòn. Bên cạnh đó là em của cô Diệu Tuyền có gửi sư bà là 2 triệu. Thì tổng cộng là 22 triệu. Đó là tấm lòng của ba nhà hảo tâm ở Sài Gòn. Thì có gì sư bà, nhất là trong những cái khoảng thời gian tiếp theo thì sư bà có khi mà sư bà đọc kinh đó và sư bà cũng cầu an cho gia đình giúp giùm con. Nhà hảo tâm thì không yêu cầu nhưng mà con thì muốn chia sẻ với sư bà. Lần nào chú để cái này nè, cái tối cũng để ngoài cái chuông đặng cầu an. Thì đây là 22 triệu của ba nhà hảo tâm. Và sư bà còn thấy chữ không sư bà? Thấy nè, bữa nay thấy là chú Thiện Minh nè. Cô Diệu Tiền. Ở Sài Gòn. 20 triệu. Và em cô Diệu Tiền. 2 triệu. Rồi cũng không biết nói gì. Thôi bây giờ có đôi lời cảm ơn chú Thiện Minh, cô Diệu Tiền, với cha cô em cô Diệu Tiền là có cái tấm lòng gửi về đang lo giúp xây chùa. Cô cũng thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ cho
ba cái gia đình lúc dạ. nào cũng được nhiều sức khỏe dạ. và vạn sự như ý dạ. dạ. Cảm ơn dữ lắm dạ. Con có tâm lòng mà chiếu cố tới cái chùa dạ. Thì đó là ba nhà hảo tâm đầu tiên ở tại Sài Gòn dạ. Dạ. Thì hôm nay thì con cũng sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm là anh Tường Tăng dạ. Thì anh ấy cũng lần trước cũng có một hai lần gì đó là gửi cho sư bà rồi dạ. Dạ. Thì lần này anh ấy là tiếp tục dạ. chung tay với sư bà dạ. để hỗ trợ cho sư bà một số tịnh tài tiếp theo dạ. là 400 đô la Mỹ dạ. Thì con đổi được hôm bữa với tỷ giá là 2.563.100 đô dạ. Thì 400 đô là 10.252.000 dạ. dạ. Thì đối với chú Tường dạ. dạ là mong muốn sư bà à, có thể là đọc cầu siêu hồi hướng công đức cho bà nội của anh ấy yeah. dạ là cụ Huỳnh Chuyên mất ngày 15 tháng 4 năm 1995 yeah. dạ là sắp tới rồi đó, âm lịch đó, tính theo âm lịch luôn đó dạ là ngày rằm sắp tới rồi, bữa nay 13 rồi yeah. dạ thì chú Tường đó, cúng cho sư bà là 10.252.000 để phụ chung tay sư bà xây chánh điện à. Dạ chú Tường dạ cũng cảm ơn chú Tường dạ có tấm lòng gửi về nên giúp dân xây chùa dạ thì cũng cầu chúc cho chú lúc nào cũng được bình yên dạ. sức khỏe hạnh phúc trong gia đình dạ. Đó, thì chú ấy cũng một vài lần hỗ trợ cho sư ba yeah. Thành ra là những nhà hảo tâm mà đã từng hỗ trợ rồi mà vẫn tiếp tục quay lại hỗ trợ tiếp, thì coi như là sư ba thấy là cái phần phước của mình yeah. với cái duyên với nhà hảo tâm rất là lớn yeah, rất lớn à. Cái này cũng có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp yeah. rồi bây giờ mới gặp lại nhau mới yeah. là giúp đỡ gì dạ. chứ còn không phải bỗng không, không có chuyện gì bỗng không mà dạ. cũng có cái duyên dạ. dạ. Thì mong sư bà sẽ cầu hồi hướng công đức dạ, hướng. Cho bà nội của anh ấy là cụ Huỳnh Chiên dạ. dạ. Thì mất ngày rằm tháng 4 sắp tới đó dạ. mà năm 95 là 19 năm trước dạ. dạ là vậy dạ thì con chia sẻ sư bà vậy dạ. dạ. Ủa 19 hay là 29 năm con quên ta, 19 năm 95 29 năm trước dạ 29 năm trước vậy là mất 29 năm trước rồi dạ rồi thì cuối cùng là chia sẻ với sư bà là một nhà hảo tâm đó là cô Phương Tăng dạ thì cô Phương ở Mỹ có gửi cho sư bà là 17.941.000 tương đương với 700 đô la Mỹ đây con gửi cho đây là 17.950 đi cho nó dễ thì đối với cô Phương mong muốn là sư bà cầu siêu cho cụ Huyền thất tổ của gia đình nhà họ Tăng dạ và nhất là cô Tăng Ngọc Yến và là pháp danh là Chiếu Phương dạ thì cô ấy mất ngày 23 tháng 10 năm 2023 vừa qua dạ tính theo tay đó đó thì đó là nguyện vọng của cô Phương dạ gửi đến cho sư bà là gần 18 triệu ở đây dạ dạ nhờ sư bà cầu siêu cho em cô ấy dạ. đã mất vừa qua dạ, dạ. dạ. Cô Phương Tăng dạ là cũng cô cũng không biết nói gì hơn cũng có đôi lời dạ cảm ơn cô dạ và cũng nguyện cho cô lúc nào cô cũng được sức khỏe dạ dồi dào gia đình bình yên hạnh phúc dạ, dạ. Để cho cô tiếp tục làm cái chuyện từ thiện tốt. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ. Thì con cũng hy vọng là sư bà vào tối nay dạ. cũng như những khoảng thời gian tiếp theo. Dạ. dạ. Cô cứ mỗi lần chú đưa giấy vậy nè. Dạ. Cô để lại cô cứ cầu nguyện. Dạ. Ai cầu siêu thì cầu siêu. Dạ. Ai cầu an cô cầu an. Dạ. Để cho những vị mà được lúc nào cũng được khỏe để làm từ thiện tốt. Ngày hôm nay đó là tấm lòng của những nhà hảo tâm
yêu thương cũng như là gửi tặng cho sư bà. Dạ thì sư bà nhớ ráng để uống thuốc và chích thuốc cho nó điều độ, để cho nó giữ được sức khỏe của mình như vậy hoài. Chứ bây giờ thì có tuổi rồi chứ nó không phải như ngày xưa. Thành ra là muốn mà không mấy dùng thuốc thì cũng nó hơi khó. Sưng giò. Chân hai cái chân mình chân sưng bóng lửa. Dạ. Cái cô mới ra ngoài y tá mà này cô hỏi cô ơi, tôi bộ gần chết rồi cho hai chân tôi sưng bóng lửa. Dạ. Cái cô nói không phải tại cái thận đó. Dạ. Tại cái đường đó. Dạ. Nó biến chứng nó làm cho cái thận nó bị đau cô nhất đó. Dạ. Bây giờ nó thối hai chân nó sưng vậy. Rồi cho thuốc uống chứ dạ. Không sao đâu, chưa chết, chùa chưa xong mà chết vậy. Rồi, dạ. Rồi cái bữa nay nó xẹp rồi đó. Hôm nay xẹp hả sư bà? Xẹp. Mà nó... Vậy là hôm bữa nó sưng nó to hay sao sư bà? Nó bông lưỡng lên là nó như bây giờ nó còn là bấm vô cái nó lủng vậy đó. À, nó dạ. Lủng, nó không có chịu... Nó không nhảy ra? Nó không nhảy ra. Nó không nhảy ra là nó bị đường hay sư bà? Hay là bị như thế nào? Bị đường đó. Dạ. Cái bàn chân nè, mấy bây giờ nó bóng lưỡng rồi, bữa dạ. Nay nó bữa nay nó này nó đỡ đỡ mập hay hen, đỡ sưng rồi đó, nó bóng lưỡng, dạ. Cái chân nó sưng lên cả đầu gối. Dạ. Thì không biết một tuần vừa qua mà khi mà con quay cái bản ngoài đó thì không biết có nhà hảo tâm nào ủng hộ cho sư bà không? Không có. Dạ. Vậy là hồi trước thì có, dạ, mà bây giờ có. Thì dạ, mới tuần này chứ không có. Dạ. Dạ. Thì thôi một lần nữa thì con cũng mời sư bà ra ngoài dạ. Trước. Để con bay về cái bản thông bạch ha. Dạ. Dạ sư bà cất tiền đi ha. Dạ con ra trước nha. Dạ. Nay thấy sư bà khỏe lại cũng mừng cô chú anh chị ha. Tuy thì không có thể nào mà khỏe được như hồi trước thôi, tại vì bệnh mà. Nhưng mà được vậy thì cũng quý lắm rồi. Ở đây của mình là không có cái gọc gọc ha. Có mà kéo ít kéo không được. À kéo ít kéo được. Là nó phải cao mình mới kéo được hả? Cao. À còn bình thường là phải kéo tay vậy đó. Vậy thì nó hơi cực cho mấy anh. Phía sông này em thấy hình như là vẫn còn những cái cây. Ủa sư bà cái này nó chưa có khô hả sư bà? Hay là sao mà mình... Rồi cái đó mà tại mình không có giờ để mình gỡ đó, mấy ông thợ này mắc làm hoài. Dạ. Cái chứ hồi lúc cái chú đắp thật này xong rồi chú kêu gỡ đi. Dạ. À, mình chưa dở thôi chứ nó khô rồi phải không? Bởi khô rồi, lót rồi nó dưới nữa. Dạ. Chứ con tưởng đâu còn sợ nó chưa cứng chứ. Cứng rồi. Cứng ngày hen. Dạ. Có bụi là quét hai dạ. Ngày mình quét nó. Sư bà còn hay con nghĩ sư bà đừng quét nữa. Đó là sự thật luôn, sư bà đợi khi nào mà nó hoàn thành đi sư bà quét. Chứ mà bây giờ cái vàng giáo này nó để nó từ từ nó dở. Dạ. À. À, vậy là coi như là làm phía sau xong rồi những dàn giáo này mới lợp lên. Rồi mới làm cái mái ngói ở trên. Cũng như là làm cái mấy tô những cái hạng mục còn lại. Dạ. Tô, còn tô lâu lắm nè. Rồi in mấy cái gạch gì nè là tô bằng mấy cái miếng gạch ẩn đó đó. Dạ. Chú làm cái đó. À là tô bằng với cái này. Dạ. Mấy cái cột đó chú làm vậy đó. Cột tròn đó. Dạ, cái này là cái dấu để tô ra vậy đó ha. Dạ. Dạ, như thế này đây. Làm vậy đó nó tô tới bằng nó chứ. Ngoài chứ. Dạ. So ra là xi măng với cát là cũng còn phải nhiều lắm chứ đâu phải. Nhiều lắm chưa. Dạ. Mấy gài mấy chỗ bán người ta có vô người ta đòi nợ mình không sư bà? Mới có trả cô sơn đó. Dạ, là cô bán sơn, gì vậy? Bán sơn không đó. Bán sơn. Sơn không đó mà 70 triệu. 70 triệu. Có 10 triệu hôm qua cô vô. Hôm qua cô vô. Dạ, nói thôi cô lấy cô chia ra nhau đây. Cô lấy 10 triệu đỡ đi rồi còn cái vụ mà
cái chú cát dưới đá mà làm cái hàng rào đó. Dạ. Thành ra phải trả từ từ vậy đó. Dạ. Có tiền thì trả dạ. từ từ chú. Bữa nay được chút đỉnh là sư bà gán xây để trả cho người ta đựng đòi mình. Dạ. Để người ta còn bán cho mình nữa. Chứ mà người ta ngắt luôn sư bà là tội nghiệp sư bà lắm. Nói chung là cuộc sống thì do ai cũng có cái cuộc sống á sư bà. Thật ra nhiều khi người ta cũng khó khăn á, người ta mới cô hỏi là đưa 10 triệu cô chịu không? Cô nói dạ được. Dạ. 10 triệu cũng được đó. Dạ. Lo chừng nào thì cô có tiền thì đưa cho con này chứ cũng không sao. Dạ. Thay vì con cúng mà con không cúng con bán chịu vậy đó. Dạ dạ đó. Dạ. Thì đó cũng là người ta cũng phát tâm mà đó chứ. Dạ. Chứ bình thường mà nếu mà nói về số tiền mà lấy mà đi cho em cho dai đó. Và cho mượn người nọ để người ta lấy lời, người ta vẫn có thể làm được. Dạ. Nhưng mà người ta thương sư bà, người ta coi mới vậy. Đa số coi như mấy cái chỗ mà bán hàng coi như là tin tưởng ở cô và cũng thương lắm. Dạ. Giúp đỡ như cái chỗ mà nãy mới đem đổ cát đá vô đó. Dạ. Làm xíu cũng mấy chục, năm sáu chục gì hôm nay á. Dạ. Ví dụ cát với đá với sắt á. Dạ. Mà cũng chú chưa lấy tiền. Dạ. Vậy là coi như là cát đá này là mới chở vô hả sư bà? Dạ, mới chở xong. Dạ. Coi như là chở hoài vậy đó, ngày nào cũng chở xe đá, xe cát. Dạ, để mình tô quá ha. Để mình, đó, làm cái hàng rào đó. Dạ, tô quá. Bây giờ thợ cũng đương làm cái hàng rào. Dạ, con thấy người ta đang tô xi măng kìa. Dạ, đang tô, đang dạ. Nói chung thì... Nó hôm qua đi cưa cây đó. Ủa cây này người ta cho hay mình... Cây này của người ta cho mà mình đi... Mướn cưa. Mướn cưa. Dạ, mướn cưa. Để mình làm gì sư bà? Để làm cây đà gác ngang vậy nè, cái đố cây đà vậy đó. À để cho người ta. Để cho người ta đứng người ta. À để cho người ta đứng ha, dạ. Để người ta tô rồi ha. Dạ. À với lợp đó. Dạ. Mấy cây này là cây gì vậy sư bà? Cây này là cây dầu vậy đó. Cây dầu ha. Dạ. Cái người ta để, người ta trồng ở trước cửa nhà người ta cái nó bị nứt cái nhà đó. Dạ. Cái rễ nó ăn vô đó. Dạ. Ta kêu người ta cho. Dạ. Còn cây bên kia cây cốc. Cây cốc là cái cây miếng à cây trắng cái cốc. Cây rắn trắng là cây cốc. Dạ. Ủa cây cốc bự dữ vậy sư bà? Dạ, cây cốc bự vậy đó. Dạ. Cốc bằng ta cho đó mình cưa. Dạ. Cưa. Dạ. Này là cây dầu. Dạ. Cho cây hoài hả chú Minh ơi. Dạ. Cái mà mình tốn tiền công tiền đi cưa. Tiền trở về nữa. Cưa rồi đi vô cưa xuống rồi mới chở đi mướn xe chở đi vô trong chỗ chạy cưa. Dạ. Rồi chạy cưa nó mới cưa ra gì nè. Dạ. Rồi mình mướn xe chở về. À là nguyên cái cây bự rồi chở vô chạy cưa. Đó, rồi trời cưa người ta mới cưa ra. Nguyên cái cây bự nó đứng vậy đó. Mình dạ. Mướn người ta lại mình cưa ngang. Cái dạ. Nó đứt xuống, gãy xuống rồi mới cưa tọ đoạn khúc ra. Dạ. Mình mới kêu xe chở vô trong chỗ chạy cưa. Dạ. Nó nằm cơm bể cháo rồi đó. Dạ. Nhưng mà nó rẻ hơn là mình mua cây. Dạ đúng rồi. Mua cây thì mình mua sao nổi. Dạ. Cái này là nhờ cái cây người ta cho. Bớt được phần nào hay phần đó. Ai hỗ trợ cái nào thì mừng cái phần đó. Dạ. Thì một lần nữa thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị ha. Nếu cô chú anh chị nào mà có yêu thương sư bà mà muốn hỗ trợ chung tay sư bà về ngôi chánh điện nhanh chóng được hoàn thành sớm nhất thì cô chú anh chị có thể điện trực tiếp cho sư bà ở đây, cũng như là sư bà xài tài khoản Sacombank, số tài khoản sư bà đây này, tên tài khoản cũng như là số điện thoại sư bà. Dạ, hoặc là cô chú anh chị có dịp mà đi ngang xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thì cô chú anh chị cũng có thể vô đây để ghé thăm sư bà cũng như là xem về ngôi chánh điện mà được sự yêu thương của những nhà hảo tâm trong thời gian hơn một năm mấy vừa qua kể từ lúc mà con gặp được sư bà. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Mỹ và tại Sài Gòn. Dạ, thì trong những ngày sắp tới là những cái ngày tháng này là tháng lễ Phật đản phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ, nhất là trong những cái ngày sắp tới là những ngày rằm lớn thì sư bà sẽ cầu an cho gia đình quý vị cũng như là cầu siêu cho những người thân của quý vị đã mất hồi trước. Dạ, và cũng sẽ cầu chúc cho quý vị sẽ luôn gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam.
Dạ, sư bà nhớ chích thuốc và uống thuốc đầy đủ nha sư bà. Dạ, để nhà hảo tâm còn chung tay với sư bà, giúp cho sư bà hoàn thành ngôi chánh điện này. Dạ, chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo ạ. Dạ, hẹn gặp lại sư bà.